còn lên. Lấy nhớ không này? Yeah. Vô này. Dạ. Không có lữ ba tiêu là đi cờ nát đâu. Mới bắt tay về cái liền. Ông lấy đò đang cầm cây thước bản. Giơ tay chào khán giả nè, ông lấy đò. Ông vô rồi, ông già 65 tuổi. 65 tuổi. Né 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 cái khấu là cái cần nó quơ chúng. Không không. Làm gì đó. Mà cá nó đi nổi luôn lên cho nổi. Đó lên nổi luôn rồi. Có nhỏ đi mạnh chứ. Tâu tâu quá, quay cho các bạn nghe không rõ gì hết. Ý. Đâu chút á. Ghi lại không này, mà thâu để em kho gì lấy nhất. Khỏi đi. Khỏi đi. Lên thoải mái đi. Thu. Thu. Bự chứ. Thu. Dính lưỡi đuôi. 2 kg, 3 kg. 3 kg, 3 kg. Cho nó điền quá nữa ơi. Clip mà. Anh chè. Chè lên cá này lên. Cá lên cho các bạn. Cá cho các bạn. Yeah, anh Trung. Yeah. 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 Oh. Đây là mượn cá chụp hình cái chứ. Cá chụp hình lên không chờ. Cá bắt ngược lên không chờ. Nước êm, nước chảy nó xuôi. Lớn à, lớn á. Thank you.
Ra đi. Nó ngậm lưới đuôi rồi không sao đâu. Đây. Chết rồi. Cái này lên đi. Từ từ đừng có dở. Anh Khoa đang lên cá các bạn. Cá nó, này nó không ăn ngày nữa rồi, nó chuyển qua nó ăn đêm. Nó ăn chiều tối là ăn đêm. Giờ cái tay chung lên nè, qua bên kia. Thu. Có ngừ hả? Trời, tưởng thu không à, có người bật cố luôn. Người lịch sử luôn á. Gì em? Yeah. Chúc mừng anh. Nó tung mà được rồi. Sáng sớm hai cần luôn các bạn ơi. Anh Kho là một, chung là hai. Trời ơi. Ăn nấu luôn hả? Tao ý. Con ngư. Giờ nó ăn cái con ngư. Tào lao. Đi chứ heo ấy. Anh Kho đứng lên luôn. Không, anh Kho nó chèn qua bên này, còn chung là nó đi qua này. Qua đây chung. Chung nó đi qua này hả? À, chung mới sàn vô trong. Đi ra rồi. À, anh Kho ráng cái nhớ anh Kho. Nhớ em dừng dài đi. Thấy không? Thấy quán này cho nó lên đi. Đó. Từ từ nó nôn. Phải dính lưu đuôi. Rồi đấy. Đi bay. Rồi sẽ bún nát à. Trời ơi, Kho ăn mà cứ kêu tí không à. Trời ơi, một sai gì đây. Hôm nào mà đồ hát. Đồ hát. À, ngày thứ hai tại Sư Tử Đen xin chào tất cả các bạn. Em đâu có bướng gì anh. Không có bướng đâu. Thấy chưa, tao nói có đổng mà. Ai giỡn làm gì. Có bao nhiêu bầu để mua bánh hết cuối năm rồi. Cuối năm rồi. Trả tiền cũng được. Lộn lâu không? Quỳnh Ngà lên giúp à? Mú đầu. Mú. Thu là nó chạy liền. Chung. Con mú á. Nó chạy bè nó cũng chạy nữa. Đúng rồi. Nặng cơ. Vậy con trải nghiệm nhiều chơi. Vậy sao ổng? Sao ổng? Dính nữa. Dính chưa? Nó lên mà. Yeah.
lạ đâu mà ai vậy trời. Đụng mày trúng lên muốn vài chục ký hả? Lên muốn vài chục ký hả? Nó có đi không? Không, nặng lắm không? Lên nè, bút mình ngang cháu. Bà thấy, lên thấy quán rồi bình chát hả? Ồ mà chúng vùi lứ quá. Nếu vùi lứ thì nó ấy chứ, nó phải dính rồi mới ấy chứ đâu phải. Không mà ông cha ông săn cái mú hay lắm. Mú. Ồ, nồi lứ. Làm hết hồn. Ăn đồ. Chú. Trời ơi. Dây luôn. Làm hết hồn. Để coi bỏ chơi góc nào chung ơi, bỏ góc nào cho lấy ra kia bỏ chứ đừng có. À có ngựa chung ơi, chung không? Có ngựa giật lấy có ngựa chung. Giật lấy có ngựa chung. Rồi. Nhanh lẹ gọn. Chơi. Chơi. Đây là cá ngựa các bạn. Các bạn ơi, đây là con cá ngựa ngang. Con này chắc được sĩ hả anh Tứ? Sĩ không? Sĩ. Con lớn á, cá lớn á chứ. Lớn mà. Cồ luôn á. Nó cồ luôn á. Nó tới chỗ ngàn con. Cá bự quá trời mà. Chà bá lận. Cá ngựa nha các bạn. Cá ngựa là giờ tặng cho ông thầy luôn này. Thiệt vậy ngâm rượu. Về đuôi á. Ồ nó anh bún ừ luôn à. Canh mực giấy Mỹ. Đại diện đầu đèn giơ tay chào khán giả chúng à, mời khán giả ăn cơm buổi trưa nè. Có gì thông dịch luôn. Cơm ngon quá các bạn ơi. Anh Khoa đại diện nhỏ nhất ở trong đàn chào khán giả, chờ giờ này mời bia nữa kìa. Phải có nha. Đây sẵn đây luôn nè. Giờ này chờ. Ờ rượu tây nữa hả? Ngày qua hết chai rồi, ăn gỏi cá hết chai rồi, giờ thêm chai nữa. Trời ơi. Nay đang ăn chơi với nhưng mà cũng có cá đem về. Thực anh em nào muốn ấy thì cứ liên hệ với anh Tứ nha. Anh Tứ là một bộ thức ăn là đầy đủ. Quỳnh có chuyện gì muốn nói là khán giả không nói luôn này Quỳnh này. Không nói luôn hả? Nói hết đẩu luôn hả? Quá mệt. Hồi bữa đi ra trắng tiểu đẹp trai, giờ nhìn mặt nám hết trơn à. Cá khỏi nhà luôn. Cá đỏng chiên nước mắm với mực giái Mỹ nấu canh. Và đồ câu cũng nha các bạn. Tại nó anh là giới thiệu là toàn đồ câu thôi. Anh em nào uống bia anh em uống rượu nha. Ở đây chúng tôi không đi chợ. Em cũng mời các bạn dùng bữa với những cần thủ chúng mình nha. Từ rồi mình cũng trong với mấy ông uống say hết đây. Rồi mời các bạn ăn cơm ha. Chiến này bệ quá, đá thì còn lu bù mà không thấy cá nữa hết trơn. Kho mình kho. Tụi dây đỏ của con chung hả? Đây là... Để đó luôn. Bỏ đèn xin sắp lại chứ.
Bây giờ anh kho à? Được rồi, cắt được mà. Được không? Được chứ. Bây giờ bán nhặt xong cá mình xèo. Lấy cái lớn như có thịt chứ. Đây. Con heo. Con heo con chung á. Chung. Đó, bao nhiêu ký? Chung đây hả? À, vậy đó con chung á. Ai biết là nó chia lại cho ông cha con có mua quần thấy không? Đó. Thôi coi với bỏ xuống lại. Con quần này đúng không? Ở chợ có dao bự nữa, cái dao cắn bự đâu con. Anh về anh lấy bao lông cắn đi. Dao cắn bự luôn con. Hả? Dao cắn. Được rồi anh. Vui vậy. Cá này phải đóng rồi mua. Mắm kiểu gì hãng là ngồi làm cá bỏ tủ lạnh chuyến này hiệu quá các bạn ơi. Đâu hả? Có muốn nữa hả? Hả? Có muốn nữa hả? Chuyến này đi 3 ngày 3 đêm mà mới có 2 đêm nào mà đã vô rồi các bạn. Rồi. Nhiều đây cá là nói chung là cũng có cá thu ăn Tết. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích cái kênh của mình, hãy đăng ký và ủng hộ cho mình một like nha các bạn. Em Trung đại ca đang ở dưới hầm à. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Thân ái chào tạm biệt các bạn.